Từ đầu năm 2023 đến nay, Sở Khoa học và Công nghệ Gia Lai phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành 6 cuộc thanh tra chuyên ngành về tiêu chuẩn đo lường chất lượng hàng hóa. Ngày 18 tháng 10 tại thành phố Pleiku, Văn phòng SBS Việt Nam Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Gia Lai tổ chức hội nghị phổ biến các quy định và cam kết về SBS trong Hiệp định UKVFTA Chiều ngày 18 tháng 10, Báo Gia Lai tổ chức hội thảo Lịch sử Báo Gia Lai 1947-2022 lần thứ hai. Đồng chí Huỳnh Kiên, Bí thư Đảng ủy, Tổng biên tập Báo Gia Lai chủ trì hội thảo. 250 cán bộ chủ chốt huyện Cờ Bang Gia Ba học tập quán triệt các văn bản của đảng. Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai chỉ đạo tăng cường tuân thủ pháp luật về an toàn vệ sinh lao động. 40 học viên tham gia lớp bồi dưỡng kỹ năng làm thêm tài liệu truyền hình tuyên truyền phòng chống ma túy và tệ nạn xã hội cho đoàn viên thanh niên huyện Chư Bứ. Thư viện tỉnh Gia Lai kết nối bạn đọc yêu sách. <laughs> Xin kính chào quý vị, quý vị đang xem bản tin 24 giờ của báo Gia Lai điện tử được phát sóng vào lúc 19 giờ 30 phút. Bản tin hôm nay thứ năm ngày 19 tháng 10 năm 2023 sẽ có những nội dung chi tiết sau. Kính thưa quý vị, từ đầu năm 2023 đến nay, Sở Khoa học và Công nghệ Gia Lai phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành 6 cuộc thanh tra chuyên ngành về tiêu chuẩn đo lường chất lượng hàng hóa. Trong quá trình thanh tra, các đoàn thanh tra cũng kết hợp hướng dẫn chủ cơ sở sản xuất kinh doanh thực hiện các quy định về tiêu chuẩn đo lường chất lượng sản phẩm. Bên cạnh đó, Sở cũng thường xuyên cập nhật các tiêu chuẩn kỹ thuật, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, các thông tin cảnh báo về hàng rào kỹ thuật, tài liệu công bố hợp chuẩn văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng lên trang thông tin điện tử thông báo và hỏi đáp về hàng rào kỹ thuật trong thương mại qua đó nâng cao ý thức của tổ chức cá nhân trong việc chấp hành các quy định pháp luật về tiêu chuẩn đo lường chất lượng hạn chế ngăn chặn hành vi vi phạm Ngoài ra, Sở Khoa học và Công nghệ đã phối hợp với Trung tâm Đào tạo Nghiệp vụ thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Tổ chức Hội nghị Tập huấn Phổ biến Thông tin về Hàng rào Kỹ thuật trong Thương mại TBT năm 2023 nhằm hỗ trợ thúc đẩy hoạt động kinh doanh, xuất khẩu hàng hóa tại địa phương có hiệu quả, đồng thời giúp các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có giải pháp đáp ứng về hàng rào kỹ thuật trong thương mại TBT. Ngày 18 tháng 10 tại thành phố Pleiku, Văn phòng SBS Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Gia Lai, tổ chức hội nghị phổ biến các quy định và cam kết về SBS trong Hiệp định UKVFTA. Tại hội nghị, ông Đoàn Ngọc Có, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Gia Lai thông tin, Gia Lai có tổng diện tích gieo trồng năm 2023 đạt khoảng 575.200 ha, hình thành được 18 vùng sản xuất có tính chất công nghệ cao với tổng diện tích 3.489,6 ha, có khoảng 233.522,89 ha cây trồng các loại sản xuất theo hướng tiêu chuẩn Việt Gap, Global Gap, 4C Organic, Rainforest, Alliance, FLO, chiếm 41,5% trên tổng diện tích gieo trồng toàn tỉnh, có 6 chuỗi liên kết giữa các doanh nghiệp với người chăn nuôi với tổng số 176 trại liên kết, có 7 hợp tác xã liên kết với các hồ sản xuất theo chuỗi, có 311 sản phẩm ô cấp đạt 3 đến 4 sao cấp tỉnh. Giá trị xuất khẩu của nhóm hàng nông sản chiếm tỷ trồng khoảng 70 đến 80%. Trong tổng kim ngạch xuất khẩu, các mặt hàng nông sản xuất khẩu chủ lực của tỉnh như cà phê, cao su, mì lát, hồ tiêu, cây ăn quả đã có mặt tại gần 40 quốc gia. Một số mặt hàng đã đáp ứng được yêu cầu chất lượng. Đối với thị trường khó tính như Mỹ, Nhật Bản và các nước là thành viên của Liên minh châu Âu EU, điển hình là cà phê với kim ngạch xuất khẩu trung bình 300 triệu USD trên năm. Tuy nhiên, để phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững, nâng cao giá trị gia tăng, đáp ứng các quy định về an toàn thực phẩm hướng tới xuất khẩu sang các thị trường lớn, Ông Đoàn Ngọc có đề xuất cần hoàn thiện thể chế cơ chế chính sách pháp luật, đẩy mạnh cơ cấu lại nền nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững trong điều kiện biến đổi khí hậu, đưa kỹ thuật số tự động hóa, công nghệ sinh học vào sản xuất nông nghiệp, phát triển sản xuất theo hướng bền vững kết hợp, ứng dụng công nghệ cao, gắn kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn, tạo động lực sản xuất cho các vùng chuyên canh lớn rà soát, điều chỉnh lại chiến lược quy hoạch, kế hoạch ngành nhằm phát huy tiềm năng lợi thế của địa phương, gắn quy hoạch với nhu cầu và diễn biến của thị trường, coi trọng thị trường trong nước nhưng phải lấy thị trường khu vực và quốc tế làm mục tiêu để nâng cao sức mạnh cạnh tranh của sản phẩm. Chiều cùng ngày, các đại biểu đi tham quan thực tế tại nhà máy công nghệ cao sản xuất và chế biến cà phê hồ tiêu của công ty trách nhiệm hữu hạn Vĩnh Hiệp triển khai tại lô D1, gạch 6 khu công nghiệp Trà Đa mở rộng, thành phố Pleiku và công ty cổ phần Na Food Tây Nguyên, thùng 5 xã An Phú, thành phố Pleiku. Chiều ngày 18 tháng 10, Báo Gia Lai tổ chức hội thảo lịch sử Báo Gia Lai 1947-2022 lần thứ hai, đồng chí Huỳnh Kiên, Bí thư Đảng ủy, Tổng biên tập Báo Gia Lai chủ trì hội thảo. Dự hội thảo có đồng chí Võ Hoàng Bình, Phó trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo Báo Gia Lai qua các thời kỳ và thành viên ban biên soạn tổ giúp việc. Tại hội thảo, các đại biểu cơ bản nhất trí với bố cục cuốn sách, đồng thời đóng góp các ý kiến về nội dung liên quan đến thông tin số liệu, sự kiện, nhân vật, văn phong, ngôn từ đảm bảo khoa học chặt chẽ hơn. Kết luận hội thảo, Tổng biên tập Báo Gia Lai Huỳnh Kiên trân trọng cảm ơn các đại biểu đã dành thời gian tham dự hội thảo và đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết trách nhiệm sâu sắc toàn diện đối với cuốn sách, đồng thời đề nghị ban biên soạn cuốn sách tiếp thu đầy đủ ý kiến góp ý của đại biểu, ra soát kỹ số liệu, sự kiện lịch sử, thông tin nhân vật, từ đó bổ sung chỉnh sửa hoàn thiện cuốn sách theo kế hoạch. Dự kiến cuốn sách sẽ xuất bản và phát hành vào cuối năm 2023. Ngày 18 và 19 tháng 10, Ban Thường vụ huyện ủy Cờ Bang và Gia Ba, tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị cán bộ toàn huyện để thông báo kết quả hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 và học tập quán triệt các văn bản của Trung ương, Ban Thường vụ, tỉnh ủy. Tại hội nghị, các đại biểu đã được thông tin về kết quả hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Quán trị quy định số 114 ngày 11 tháng 7 năm 2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực và phòng chống tham nhũng tiêu cực, trong công tác cán bộ chỉ thị số 24 ngày 13 tháng 7 năm 2023 của Bộ Chính trị về đảm bảo vững chắc an ninh quốc gia trong bối cảnh hội nhập quốc tế toàn diện sâu rộng. Chương trình hành động thực hiện nghị quyết số 34 ngày 9 tháng 1 năm 2023 của Bộ Chính trị về một số định hướng, chủ trương lớn triển khai đường lối đối ngoại Đại hội 13 của Đảng, kết luận số 61 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 13 ngày 12 tháng 1 năm 2017 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Nghị quyết số 10 ngày 21 tháng 8 năm 2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp đối với công tác quản lý giáo dục đối tượng phun rô tại cộng đồng. Trong hai ngày 18 và 19 tháng 10, huyện ủy Gia Ba tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và tuyên truyền phổ biến các văn bản mới của đảng cho 130 cán bộ chủ chốt Hôm nay ngày 19 tháng 10, Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai có công văn số 2860 về tăng cường công tác quản lý, tuân thủ pháp luật về an toàn vệ sinh lao động ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu ban quản lý khu kinh tế tỉnh phối hợp với sở lao động thương binh và xã hội tăng cường công tác hướng dẫn kiểm tra việc tuân thủ pháp luật trong quản lý an toàn vệ sinh lao động trong khu công nghiệp khu kinh tế thuộc thẩm quyền quản lý các sở ban ngành liên quan căn cứ theo chức năng nhiệm vụ được giao tích cực phối hợp với sở lao động thương binh và xã hội trong công tác tuyên truyền hướng dẫn, kiểm tra việc tuân thủ pháp luật trong quản lý an toàn vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh. Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh chủ động thông tin tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất xây dựng chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về an toàn vệ sinh lao động. Bên cạnh đó, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã thành phố căn cứ theo hướng dẫn của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội và các sở ngành của tỉnh, phối hợp tổ chức tuyên truyền phổ biến, nâng cao nhận thức việc tuân thủ pháp luật về an toàn vệ sinh lao động đối với các cơ sở sản xuất trên địa bàn quản lý. Sáng nay ngày 19 tháng 10, tại đài phát thanh truyền hình Gia Lai, Hội nhà báo tỉnh tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí về chủ đề Kỹ năng thực hiện phim tài liệu truyền hình. Trong thời gian 3 ngày từ ngày 19 đến ngày 21 tháng 10, 40 học viên được nhà báo Nguyễn Hồng Việt, trưởng phòng nội dung thể thao, ban biên tập truyền hình đa phương tiện, đài truyền hình Việt Nam, truyền đạt các nội dung chính, kỹ năng chọn đề tài, tìm kiếm nhân vật, bối cảnh, hình thành cấu trúc của câu chuyện cho phim, thủ pháp quay phim khuôn hình, cỡ cảnh, những phương pháp dựng hình, sử dụng khoáng lặng, lời nói, tiếng động âm nhạc trong phim tài liệu truyền hình thông qua lớp bồi dưỡng nhằm trang bị cho các học viên các kiến thức cơ bản nâng cao về cách làm phim tài liệu kỹ năng phát triển đề tài tìm kiếm nhân vật bối cảnh xây dựng đề cương kịch bản nghệ thuật kể chuyện qua đó nâng cao năng lực sản xuất phim tài liệu đáp ứng yêu cầu đòi hỏi thưởng thức ngày càng cao của khán giả truyền hình Tối ngày 18 tháng 10, tại thị trấn Nhân Hòa, huyện Chi Bứ, Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu Nhi tỉnh Gia Lai phối hợp với huyện đoàn Chi Bứ, tổ chức hoạt động tuyên truyền với chủ đề Phòng chống ma túy và tệ nạn xã hội cho đoàn viên thanh niên trên địa bàn huyện. Tại chương trình, các bạn đoàn viên thanh niên đã tham gia các trò chơi như ghép tranh và thông điệp về phòng chống tệ nạn xã hội và ma túy, thi trả lời các câu hỏi trắc nghiệm với nội dung tìm hiểu về luật phòng chống ma túy và tệ nạn xã hội, các vấn đề liên quan đến ma túy trong lứa tuổi thanh niên thông qua hoạt động, đoàn viên thanh niên hiểu sâu hơn về tác hại của ma túy đối với bản thân, gia đình và xã hội, đồng thời nâng cao ý thức trách nhiệm trong công tác đấu tranh, phòng chống ma túy và tệ nạn xã hội. Dịp này, Trung tâm cũng đã trao 20 xuất quà cho 20 thanh thiếu nhi, có nhiều đóng góp tích cực trong công tác đoàn và đội. Bản tin xin được tiếp tục với nội dung sau. Thư viện tỉnh Gia Lai tổ chức chương trình Kết nối bạn đọc yêu sách năm 2023 với sự tham gia của đông đảo bạn đọc thân thiết cùng 400 học sinh các trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Pleiku. Tại chương trình nhằm động viên, khích lệ các tập thể cá nhân tích cực phối hợp lan tỏa văn hóa đọc, Thư viện tỉnh đã biểu dương tặng quà 4 tập thể, 20 học sinh tuyên truyền giới thiệu sách từ tháng 5 đến tháng 10 năm 2023 và 44 bạn đọc tích cực. Dịp này, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch cũng tặng giấy khen 11 cán bộ thư viện cấp huyện đã hoàn thành xuất sắc công tác phát triển văn hóa đọc ở cơ sở. Tiếp đó, bốn đồ chơi đến từ các trường trung học phổ thông và bộ châu, Lê Lợi, Nguyễn Hùng Vương và Pleiku cùng tham gia game show, tìm hiểu kiến thức quan sách. Kết quả đội thi trường trung học phổ thông Pleiku xuất sắc giành giải nhất. Kết nối bạn đọc yêu sách là chương trình được Thư viện tỉnh tổ chức thường niên nhằm thực hiện kế hoạch số 1097 ngày 6 tháng 8 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng giai đoạn 2021-2025 định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Thông tin trên cũng đã kết thúc bản tin 24 giờ của Báo Gia Lai Điện Tử hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào bản tin ngày mai.